Ngọc Nữ xin kính chào và cảm ơn quý vị các bạn đang đón xem chương trình điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày 17 tháng 6 năm 2024 trên Báo Tinn Online. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đón xem những thông tin trong nước. Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả hai vụ trái nhà dân, tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghiệp vụ cho người làm báo, tăng cường bảo vệ bản quyền trên môi trường số, kiểm tra toàn diện việc livestream bán hàng. Ngày 16 tháng 6 liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trước tình hình này, Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ. Công điện đeo rõ thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân hai địa phương tổ chức thăm hỏi, kịp thời động viên hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó nhấn mạnh khẩn trương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, các phương tiện, thiết bị sử dụng điện trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. <laughs> Chiều ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã tích cực lãnh đạo chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam trong việc quán triệt triển khai chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là việc triển khai nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó, hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí được Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam hết sức quan tâm chỉ đạo, đây có thể nói là điểm sáng nổi bật trong công tác hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay để phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của đảng đoàn hội nhà báo việt nam trong thời gian tới trưởng ban tuyên giáo trung ương nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo hội nhà báo việt nam quan tâm chú trọng tăng cường công tác giáo dục bồi dưỡng chuyên môn đạo đức nghiệp vụ cho người làm báo hội viên hội nhà báo việt nam coi đây là nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lớn mạnh bền vững của báo chí Kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, thay mặt bộ chính trị ban bí thư, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng trước sự trưởng thành vững vàng của đội ngũ báo chí cả nước, trong đó có công sức rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. Sáng ngày 17 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Hội nghị quốc tế về thực thi bản quyền trên môi trường số, hội nghị do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới, WIPO, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tổ chức. Hội nghị diễn ra từ nay đến 21 tháng 6 với sự tham dự của đại biểu đến từ 15 quốc gia, vùng lãnh thổ, khu vực Đông Nam Á, Châu Phi, Ả Rập, Châu Mỹ Latin và các chuyên gia hàng đầu của nhiều tổ chức quốc tế, thời gian qua sáng tạo trên môi trường số đã mở ra nhiều cơ hội đưa đến công cụ sáng tạo mới tạo ra môi trường lưu giữ phương thức phân phối và các hình thức khai thác sử dụng mới đối với tác phẩm cuộc biểu diễn bản ghi âm ghi hình chương trình phát sóng tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ quyền tác giả tại hội nghị các đại biểu đã tập trung giới thiệu về hệ thống thực thi quyền tác giả của các quốc gia giá trị của bản quyền và sự đóng góp của các ngành công nghiệp sáng tạo cho nền kinh tế các phương thức vi phạm bản quyền trực tuyến phổ biến và các mối đe dọa liên quan đến việc sử dụng nội dung vi phạm bản quyền sự phát triển quốc tế trong thực thi và quản lý trực tuyến theo cục bản quyền tác giả làm tốt công tác bảo hộ bản quyền là một yếu tố để xây dựng nền công nghiệp văn hóa phát triển lành mạnh đủ sức cạnh tranh cho đến nay, hệ thống pháp luật về bản quyền của Việt Nam đã cơ bản được hoàn thiện. Nước ta đã chủ động tích cực tham gia các điều ước quốc tế đa phương và các điều ước quốc tế song phương về quyền tác giả, quyền liên quan. Với hơn 30 chủ đề và 50 bài tham luận đến từ các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, và diễn ra trong 5 ngày liên tục, hội nghị có sức ảnh hưởng và tầm quan trọng lớn trong khu vực và quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ, cơ quan, quản lý thực thi quyền tác giả tại mọi quốc gia xây dựng chính sách phù hợp, đặc biệt là phương thức giải quyết vi phạm bản quyền trực tuyến và sử dụng công nghệ để ngăn chặn vi phạm bản quyền tổng cục thuế bộ tài chính vừa có công điện gửi cục trưởng cục thuế tỉnh thành phố cục trưởng cục thuế doanh nghiệp lớn về quyết liệt triển khai hiệu quả việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo đó tổng cục trưởng tổng cục thuế yêu cầu cục trưởng cục thuế các tỉnh thành phố cục thuế doanh nghiệp lớn khẩn trương triển khai rà soát kiểm tra đồng bộ toàn diện việc kê khai nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử của các tổ chức hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh thương mại điện tử kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử tiếp thị liên kết cung cấp các sản phẩm nội dung thông tin số và nhận thu nhập từ hoạt động quảng cáo cung cấp phần mềm đặc biệt là các tổ chức cá nhân kinh doanh online phát video trực tuyến bán hàng hóa dịch vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng khẳng định sẽ đẩy mạnh việc thực hiện một cách đồng bộ đối với việc thu thuế trên sàn thương mại điện tử. Bộ cũng chỉ đạo cơ quan thuế hỗ trợ thực hiện thu thuế trên sàn thương mại điện tử để đảm bảo công bằng trong vấn đề thực hiện nghĩa vụ với nhà nước. Quý vị và các bạn vừa đón xem những thông tin trong nước, còn bây giờ là phần tin quốc tế nổi bật sẽ có trong ngày. Tổng thống Nga chuẩn bị thăm Triều Tiên. Trung Quốc miễn thị thực cho Australia, Thủ tướng Israel giải tán đội các chiến tranh, Thái Lan đối phó với giặc thỉ quấy rối. Ngày 17 tháng 6, chính phủ Nga và Triều Tiên đã cùng ra thông báo xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Triều Tiên trong 2 ngày, 18-19 tháng 6. Điện Kremlin nêu rõ, nhận lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước tới Triều Tiên trong 2 ngày, 18-19 tháng 6. Cùng ngày, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT đã xác nhận thông tin trên. Theo đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi lời mời tới Tổng thống Putin trong chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới vùng Viễn Đông của Nga vào tháng 9 năm ngoái. Hồi tháng 9 năm 2023, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thăm chính thức Nga và Nga trở thành quốc gia đầu tiên mà nhà lãnh đạo Triều Tiên tới thăm kể từ sau đại dịch Covid-19. Trước đó, Tổng thống Putin từng thăm Triều Tiên vào tháng 7 năm 2000, hai tháng sau lễ nhậm chức của ông. Ngày 17 tháng 6, Trung Quốc thông báo sẽ đưa Australia vào danh sách các nước được Bắc Kinh đơn phương miễn thị thực. Thông báo được đưa ra sau khi hai nước cùng ngày đã ký kết một loạt thỏa thuận song phương nhằm đổi mới đối thoại và tăng cường hợp tác giữa hai bên, nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Australia. Chỉ nửa giờ sau khi thông báo miễn thị thực được phía Bắc Kinh công bố, tỷ lệ tìm kiếm từ khóa liên quan đến Trung Quốc của khách du lịch Australia trên nền tảng quốc tế Trip.com đã tăng hơn 80% so với ngày hôm trước, Chính sách thị thực mới nhất của Trung Quốc với Australia được đưa ra trong bối cảnh kể từ đầu năm nay, tần suất các chuyến bay giữa Trung Quốc và Australia tiếp tục gia tăng, đẩy mức độ trao đổi giữa hai bên cũng tăng nhanh. Theo dữ liệu của công ty du lịch Trip, từ đầu năm đến nay, du khách Australia là nguồn khách du lịch lớn thứ năm đến Trung Quốc với số lượng đặt chỗ du lịch tăng 155% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số chuyến bay từ Australia đến Trung Quốc tăng hơn 220% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 17 tháng 6, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã giải tán nội các chiến tranh gồm 6 thành viên được thành lập sau khi nổ ra xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Thông tin trên được giới chức Israel xác nhận cùng ngày. Diễn biến này đã được dự báo từ trước sau khi ông Pendigan, thành viên của Đảng Liên minh Quốc gia ngày 9 tháng 6 vừa qua, tuyên bố rút khỏi nội các chiến tranh. Sau động thái trên, dự kiến Thủ tướng Netanyahu giờ đây sẽ tiến hành tham vấn về cuộc chiến ở gaza với nhóm nhỏ các bộ trưởng trong đó có bộ trưởng quốc phòng joab galan và bộ trưởng các vấn đề chiến lược ron dermer cũng từng là thành viên nội các chiến tranh ông Benny từng đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Israel giai đoạn 2020-2022. Ông tham gia chính phủ đoàn kết tại Israel khi xung đột với Hamas mới bùng phát tháng 10 năm ngoái và nội các chiến tranh được thành lập sau đó. Ngày 9 tháng 6 vừa qua, ông Benny tuyên bố rút khỏi chính phủ cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu không xây dựng được một chiến lược cho cuộc xung đột với Hamas ông cũng kêu gọi nhà lãnh đạo israel ấn định thời điểm tổ chức bầu cử sớm để thành lập một chính phủ được nhân dân tín nhiệm và có thể đối mặt với những thách thức Đối với nhiều người, những con khỉ đuôi dài nghịch ngợm đã trở thành một biểu tượng của thành phố Lopburi, Thái Lan. Du khách đổ xô tới đền thờ cổ trong thành phố để cho bầy khỉ ăn hoa quả tươi và chụp ảnh chúng lang thang trên đường phố. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý kiến phản nàn từ cư dân, nhà chức trách, cơ quan động vật hoang dã thông báo kế hoạch vây bắt 2.500 con khỉ trong nội thành và nhốt chúng vào chuồng lớn. Trong nhiều năm qua, hơn 4.000 chú khỉ lang thang trên đường phố ở Lopburi miền trung Thái Lan đã trở thành biểu tượng của văn hóa địa phương thu hút khách du lịch lớn thế nhưng Gần đây liên tục xuất hiện các cuộc đụng độ nguy hiểm giữa khỉ hoang và người, đặc biệt từ đầu năm đến nay, những con khỉ thường cố gắng giật thức ăn từ con người, trong khi dẫn đến những cuộc ẩu đả khiến du khách bị thương. Một chiến dịch bắt khỉ đã được phát động trên toàn tỉnh. Các nhà chức trách hy vọng sẽ bắt được khoảng 2.500 con khỉ trong đô thị và nhốt chúng vào những chuồng lớn. Chúng được đánh số và triệt sản để hạn chế sự gia tăng số lượng thiếu kiểm soát vẫn sẽ có những chú khỉ được tự do hoạt động trên đường phố Lopuri nhằm mục đích thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, số lượng khỉ lang thang ít hơn sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân và giúp thành phố sạch hơn. Quý vị và các bạn vừa xem xong phần điểm những thông tin nổi bật trong nước và quốc tế ngày hôm nay trên báo Tây Ninh Online. Quý vị có thể theo dõi lại nội dung chương trình này trên trang YouTube, Facebook và các hạ tầng khác của báo Tây Ninh. Rất vui khi nhận được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin chào! và hẹn gặp lại